Chiếc này chiếc tàu cái nha anh em. Chiếc tàu cái chạy máy K38. Quá đã ha. BV99948TS. Wow, chiếc tàu được nắm đâu rồi ta? Chiếc này bề ngang á, thì nó khoảng 6 mét mấy đó anh em. 6 mét mấy. Bề dài thì nó dài khoảng 28 mét đổ lại. Ghe Vũng Tàu là đóng dài nha anh em, nhưng mà không có kiều bằng ghe Kiên Giang nha. K38. Máy đèn chơi hai máy luôn. Dữ không? Mấy anh em ngồi trước mũi nè. Đang hướng về cảng nha. Ghe tên Kim Ngân. Và trước mặt các bạn thì đây là chiếc tàu cái nha anh em. Chiếc tàu cái. Chiếc này bề ngang nó khoảng 5 mét đổ lại nha anh em. Bề dài thì nó là trên 15 mét rồi. Ghe này ghe Phước Tỉnh nha anh em. Đón đón gì đó. Miệng cạo để bên nha anh em. Đang chạy về hướng cảng Vũng Tàu. Ê, chuyến này tàu được nha anh em. Tàu được. Tàu cái chạy trước rồi. Ghe Phước Tỉnh. Chuyến này bề ngang nó khoảng 4 mét mấy nha anh em. 4 mét 6 đổ lại nha. Bây giờ thì trên 15 mét ha. Cái này khoảng 16-17 mét rồi. Tàu pin cũng làm ngộ ha. Cũng là mỗi dùng mỗi khác mà. Mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau nha anh em. Không ai giống ai hết á. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi. Đó, bây giờ chạy ra đánh lưới nha. Cái này bề ngang 2 mét mấy nha các bạn. Bề dài khoảng 9 mét đổ lại nha. Ngắn là không có dài đâu. Wow, bên kia con chiếc nữa. Mình thấy mấy anh này đang di chuyển cái lồng nuôi tôm hùm nha các bạn. Cái này là lồng nuôi tôm hùm nha. Để coi mà anh làm gì đây. Cũng bự nha. Lồng này vài triệu một cái nha các bạn. Anh khiêng ở đây. Khiêng lên bên cái vỏ đò nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình quay về hậu cần nghề biển, cuộc sống của ngư dân. Nói chung là cái gì dưới nước là quay láng hết trơn á các bạn. Mình đang ở Vũng Tàu nha. Hôm nay ngày 8 tháng 3 thì xin chúc cho chị em phụ nữ á. Quên nữa, kênh của mình là phụ nam coi là 80% rồi. Chỉ có 20% phụ nữ thôi nha. Chúc cho chị phụ nữ là lúc nào cũng sẽ đẹp nha. Mình đã thấy một chiếc ghe lưới bao nha anh em, số 45. Trời ơi, số 45 luôn nha, dữ nha. Chị
bề ngang nó khoảng 5m6 đổ lại nha anh em, không có bự đâu. Bề dài của nó thì khoảng 17-18m ha. Cái này dán về miền Trung. Đó, anh lại tới cái chỗ chiếc ghe của anh rồi đó ha. Chiếc ghe đó bề ngang khoảng 3m đổ lại nha anh em. Ờ, mấy anh này đang khiêng cái lồng lên ghe nha. Rồi coi làm gì nó đây. Không có dễ ăn đâu nha các bạn. Trước mặt các bạn thì đây là chiếc lưới bao nha các bạn, dán ra Bình Định nha. Bờ ngang nó khoảng 5m8 đổ lại nha. Bờ dài thì nó khoảng 18m đổ lại nha anh em. Bình Định 93106 Toyos, màu xanh nước biển nha, đẹp lắm. Lưới bao là lưới vây nha anh em. Ồ, anh này đi đánh lưới nha. Đây nữa nè. Ồ. Cái này cũng chiếc lưới bao luôn nha anh em. Thân màu trắng, viền đen. Cái này khoảng 5m6 đổ lại nha anh em. Mấy cái hàng đó là hàng đáy nha. Cái này bề dài nó khoảng 18m đổ lại ha. 18-19m thôi. Trước mặt các bạn thì đây là ghe lưới nha các bạn. 93485 Toyos ha. Chiếc này bề ngang nó là 6m đổ lại nha anh em. Cái này bự nha. Cabin màu xám là trên 15m ha. Chiếc này bề dài của nó là khoảng 17-18m. Nói chung là cỡ 19m đổ lại đi cho chắc ăn ha. Đang chạy hướng ra biển nha. Vào đây một chiếc lưới bao tiếp theo nha. Wow. Chiếc này bề ngang nó khoảng 6m đổ lại nha anh em. Hồng cỡ chiếc này nó cũng bự nha, cũng cỡ 6m2 đó. Đó, một chiếc lưới bao nữa nha. Rồi đi lòng được bên đó rồi không thấy. Bình Định 94707 Toyos. Má có camera này quay lén là im đúng nha anh em. Máy này quay lén im lên thiệt chứ. Trước mặt anh em thì đây là chiếc ghe lưới bao Bình Định nha. Bề ngang 5 mét mấy nha anh em. Bình Định 93001 Toyos. Mình đọc là Bình Định nha chứ không đọc là BD nha. Bên đây kỳ lắm. À, bây giờ em này khoảng là 19m đổ lại nha anh em.
radar luôn. Đang chạy hướng ra biển nha anh em. Chạy ra vậy chắc tới chỗ đánh bắt là chút khoảng ngày mai mới tới á, thấy không? Biết đâu mấy anh này mình không đón vậy thôi. Chứ bên đây 15 rồi, trăng lên này. Chứ mà anh em thì đây là chiếc ghe ghe đò nha anh em, tàu đò đó, ha. Đi từ Dầm Láng qua Vũng Tàu nha. Tiền Giang 1277. Rồi, chiếc này ở Vũng Tàu nha anh em. Chiếc này chắc mới lắp cái xà là cái gì nè. Mà chưa có lắp keo cái xà luôn. Rồi. Cơ in 3 tầng luôn nha anh em, không có làm lăng can nha. Chiếc này bề ngang nó khoảng 7 mét đổ lại nha anh em. 6 mét mấy đó. Chiều dài của nó là cỡ 28 mét đổ lại ha. Tàu cái. Lấy đôi cao. Rồi, chứ mà anh em thì đây là chiếc ghe ghe đặt ghẹ nha, ha. Ghe chở lồng 7 ghẹ, nói chung là đi đặt ghẹ đó anh em. Chiếc này chiều dài nó dưới 15 mét nha, cabin màu vàng nha. Chiều ngang của nó thì khoảng 5m4 đổ lại. Dáng ghe thì dáng ghe ở miền Trung nha, BV7678TS. Anh em nói nhiều khi em thấy đường chứ thấy đường hết á anh em. Ở trước thì chở lồng ghẹ nghe nó sâu xuống xuống cây tiếp ở dưới luôn á. Nói chung là hiện tại là chở trên trên 800 cái lồng nha, hiện tại á chở trên 800 cái. Mình đón vậy đó. Còn phía sau ở lái thì sẽ nuôi ghẹ sống đó ha. Thank you.